Ê, trời, cuộc sống gì chẳng tô vẽ nên con người, nên ta phải tự lo và tự làm cho cái cuộc đời này nghèo khổ chưa đủ, ta phải đi săn bắt để ăn. Ý da, ai da, chả có gì ăn nên là tôi nghĩ là tôi nên xin ý định là đi xin một ít đồ. Chẳng có gì ăn ngoài cái bẻ khô này, nó là tạo bẻ khô mà những cá này ăn giết ngán ngán đến cổ luôn, là mà tôi muốn đi xin đồ nên là tôi đã đột nhập vô cái map của Redwood để tôi chôm nhá. Thì bên này này, mày ngay bên góc bên này luôn, thì tôi leo qua ngọn núi này cho mọi người thấy. Đây. Không có gì ăn nên là đi xin thôi, mình đi xin mình lại cần chả làm cái gì hết, mình chỉ đi xin thôi. Thì nghe nói là nhà hút là rất là nhiều kim cương vàng bạc đồ ăn thức uống đồ, nên là thôi mình đi xin mình đột nhập. Hình như không có ai nhà ấy, chả dám đi chẳng chuyện đâu, tại vì đi mình đi xin mà. Mình đi xin cái cách của mình này là xin thôi nha, đừng có mấy ai hết nha. Đấy, mình đi xin ấy, thì mình đừng có đi theo cử chính, tại vì đi theo cử chính là không tốt. Đi xin xin người khác là phải đi theo cửa sau, có ai ở nhà không, mình đi xin là mình phải coi coi có ai ở nhà chứ. Mặc dù tôi có cái rap này đấy, nhưng mà nghe thì vẫn cứ nghe vì mình đi kiếm cái ăn mà. Chả có ai nhà. Xin. Coi chừng bên kia, nhà bên kia nhìn thấy nhá. Đấy, trong này như có nhiều kho báu lắm. Nghe nói là chết hút rấu rất là nhiều kho báu trong nhà. Đây 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 đây. Oh yeah. Xin ít. Ôi dồi ôi. Oh my god. Thảo vàng, trời ơi. Xin mà cục to thế. Ôi dồi ôi. Có cái bạn sinh nhật luôn nè. Mà cũng đến sắp đến sinh nhật của mình rồi. Mình xin ít luôn. Mình lấy những thứ nào mà mình cần thiết thôi. Mình xin nhé, chứ mình không có làm gì hết. Kết kết gọn gọn. Ý, nghe nói là còn có kho báu nữa, nhưng mà không biết giấu ở đâu thôi, nên là mình sẽ đi tìm. Tìm xung quanh coi có kho báu không? Như là như là cho giàu, tại vì YouTuber nổi tiếng nên là giàu lắm. Kim cương thì nhà này không thiếu thì phải, trời sắp tối rồi ơi. Chắc là đi du lịch rồi không có về đâu. Mình tha hồ đi ha ha ha. À, mình thấy cái gì ở trên 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 kia nhá, nhưng mà mình không có block mình đặt lên. Từ đi. Để mình đi tìm có cái nào mà để lên được không? À, dưới đây có cái hầm. Chắc chắn là sẽ có kho báu ở dưới đây. Ồ. Có khối kim cương luôn ta ơi. Trời ơi là trời. À, mình xây giấy để có đồ đặt đặt lên nó lấy đồ đấy. Đây. Xin ít. Mọi người biết mình làm gì đúng không? Kế hoạch có kế hoạch cả, gì cũng phải có kế hoạch. À, nhưng mà cái này sao đặt lên ta, mình nhớ là có người đặt được mà đúng không? Ai à, mình quá là khôn ngoan nên là mình không biết đặt.
mà quá nhé. Hay là nghĩ kế hoạch rồi. Mà làm sao để cho người ta không biết? Nên là mình sẽ đi trộm ít ít đồ, hay là mình ngủ tại cái nhà này luôn nha. Để mình ngủ phát, để mình xong rồi mình suy nghĩ coi có nên đục tường để lấy gạch định là để xây lên không. Hay là mình đừng có ai biết hết nha, lấy 2 cục thôi. Mình chỉ lấy 2 cục thôi. Ôi, cái đèn kia mình đập cái nó bể luôn. Đấy, không biết gì hết nhá. Chết rồi, mấy khối kim cương mình đặt xuống ngoài lát mình lấy đâu ra mình làm đồ để lấy đây. Ôi xồi ôi, cái đống kim cương luôn ta ơi. Mình xin đống kim cương. Cái này giờ đập sao đây ta? Mình còn gỗ. Wow. Mà đâu có bàn chế tạo đâu ta. Đây rồi. Trời ơi, đi ăn ăn ăn. À, đồng đi xin chuyên nghiệp. Xém tí nó đi ăn 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 rồi. Đi xin chuyên nghiệp. Đấy, học cách chế tạo dụng cụ để đi xin rồi. Lấy tức, lấy tức, lấy tức. Lấy hết, lấy sạch luôn, lấy sạch bách luôn. Ôi, mình thấy cái dưới cái giường có cái lỗ hèn chi, thấy kỳ kỳ là mình lượm hết. Lượm công gồm một cái gì luôn, lượm mất cái đèn. Lượm mất cái đèn luôn. Đấy. Chơm cầu thang luôn. Chơm cầu thang luôn. Trong cầu thang cũng có kim cương luôn, lấy luôn. Nhà gì mà giấu quá trời kim cương. Thôi được rồi đấy, đi theo theo hướng này để không biết ấy, giờ cho người ta biết cũng được, mình đi thôi. Có đồ ngon ăn rồi. Hi 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 h